chở các bạn kinh xe phong cách 24 giờ. Quay anh Pha trong bản độ lung linh đến từng chi tiết. Thuộc một trong những đứa con cưng của nhà Honda trong dòng series Way, được một tay chơi xe trong nước dọn lại đến len keng đến từng chi tiết, mặc dù xe đã có tuổi đời khá dài. Cùng ngắm qua con Way Alpha độ lung linh dưới đây nhé. Way Alpha độ len keng của dân chơi Việt. Thuộc phiên bản đời 2004, các chi tiết trên xe được thay đổi và cũng tăng thêm phần phong cách cho chiếc xế. Dàn tay được độ lại với cụm tay thắng CR14 thể thao, cái rổ trước của Satya. Cụm đồng hồ Way Z thay thế cho đồng hồ zin thể thao hơn. Dàn đầu Way Z thay thế hầm hố hơn so với phần nguyên bản. Dàn chân nhẹ nhàng và nó bật với bánh căm niền nhôm. Dàn chân trước được trang bị heo Nissin CNC để ra cái test đồ chơi. Các chân dài thể thao, phục nai cứng cáp cũng tăng thêm phần nổi bật và thẩm mỹ cho chiếc xe. Từng chi tiết trên xe được chủ nhân trao chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹp lại clip tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.